Lăng mộ đá Ninh Bình, nơi tinh hoa hội tụ. Mẫu mộ đá an táng một lần đá xanh tự nhiên. Mộ có kích thước lớn, rộng 147, dài 271 cm. Hình ảnh chúng tôi đang lắp đặt hoàn thiện. Bản vẽ chi tiết mộ đá, phần nắp với kích thước lớn, liệt khối, độ dày 24 cm, đòi hỏi hai nhân viên lắp đặt thợ đá. Sau khi hoàn thiện lắp đặt, những thợ đá sẽ vệ sinh, chít keo cẩn thận hoàn thiện các mối ghép. Chi tiết hòa vần các góc của ngôi mộ đá hùng tráng. Đây là ngôi mộ có kích thước lớn, chất lượng đá tốt, hoa văn sắc nét, dày dặn, liệt khối. Là mẫu mộ điển hình và tiêu biểu của chúng tôi hiện nay, FC Nhiều Biếc và họ Tộc lựa chọn. Toàn thể mọi người trong gia đình rất hài lòng và tại nguyện về mua nhà mới cho chồng chia cha của mình. Khẳng định cho thương hiệu đá mỹ nghệ Ninh Bình số 1 tại Việt Nam.